Xin chào tất cả bà con. Hiện tại em Thoa đang có mặt tại cơ sở 3 của trại cá giống Trường Phát để trực tiếp cho bà con mình cùng xem chuyến xuất hàng trong buổi chiều hôm nay đấy ạ. Giờ này bà con mình ai đã tỉnh giấc và chưa bắt đầu công việc thì vào livestream cùng với em Thoa bà con nhé, để cùng xem trại xuất hàng của chuyến hàng ngày hôm nay, trực tiếp nhìn thấy những chú cá giống của trại Trường Phát ạ. Chuyến hàng ngày hôm nay em xuất đi gồm có 3 loài cá, đó là những chú cá chèm, cá bớp và những chú cá hồng mỹ đấy ạ. Bà con nào chuẩn bị thả những giống cá này thì vào livestream cùng với em bà con nhé, để cẩn cẩn nhìn rõ nét trực tiếp những con giống này ạ. Đây, còn bà con nào ở khu vực gần có thể ghé tại trại để trực tiếp nhìn thấy những chú cá giống này. Địa chỉ của trại đó là thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bà con nào muốn tư vấn loài cá giống gì cứ gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0978182284 bà con nhé. Còn bà con nào ở khu vực miền Tây và miền Nam thì gọi cho Huyền qua số điện thoại 0905252284 ạ. Thì bây giờ em Thoa sẽ dẫn bà con mình vào với khu vực lên hàng để trực tiếp cho bà con mình cùng xem những chú cá giống trong buổi sáng, trong buổi chiều hôm nay như thế nào nhé. Chiều hôm nay em sẽ quay cho bà con mình tổng cộng có 3 loài cá giống, đó là những chú cá chèm, những chú cá bớp và những chú cá giống hồng mỹ đấy ạ. Bà con tính thả cá gì cứ gọi trực tiếp cho em bà con nhé. Đây, thưa bà con, trên mỗi xe của trại luôn có số điện thoại của trại bà con nhé. Đây là số điện thoại của khu vực miền Tây và miền Nam do Huyền đảm nhận. Còn bà con nào ở phía Bắc và miền Trung thì gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0978182284 ạ. Thưa bà con, đây chính là chiếc xe tải mà chiều hôm nay sẽ đảm nhận khâu lên hàng, giao những chú cá từ trại Trường Phát về với bà con của mình ạ. Và loài cá đầu tiên chiều hôm nay trải lên đó là những chú cá bớp. Bà con nào muốn chuẩn bị thả giống cá bớp thì vào livestream cùng với em bà con nhé. Bây giờ em sẽ dẫn bà con mình ra với khu vực ươm để quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem những chú cá bớp trong chiều hôm nay ạ. Em xin chào anh Ngô Văn Tuấn nhé. Xin chào tất cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều thật là vui vẻ. Bây giờ em để khi những chú cá bớp này đã được các anh kỹ thuật tại trại đếm sẵn số lượng rồi, nên chỉ có việc di chuyển từ lòng ương đưa lên xe là hoàn thành xong khâu giao hàng rồi. Nên để bà con mình có thể trực tiếp nhìn cận cảnh rõ nét quan sát những chú cá giống, em sẽ về tận khu vực ương của trại để quay cho bà con mình cùng xem bà con nhé. Nên giờ này bà con nào đang rảnh thì vào livestream để cùng xem trực tiếp những con giống này về em Thoa ạ. Giờ này cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi đấy ạ. Bà con dậy đi, dậy xem livestream cùng với em Thoa và bắt đầu công việc buổi chiều của mình nào. Thế là em đã ra tại khu vực ương rồi đấy ạ. Đây, thưa bà con, đây chính là khu vực đang ương những chú cá giống bớp bà con nhé. Những chú cá bớp chiều hôm nay xuất đi gồm có 2 loài, 2 size. Những chú cá bớp đạt size từ 10 đến 11 phân và 12 đến 13 phân đấy ạ. Hiện thì các anh kỹ thuật đã và đang chuẩn bị lên hàng để di chuyển những chú cá từ lòng ương đưa lên xe, đảm bảo an toàn khỏe trước khi vận chuyển về cho bà con của mình ạ. Thưa bà con, đây chính là những chú cá bớp giống của chuyến hàng chiều hôm nay ạ. Size cá này là size cá từ 12 đến 13 phân bà con nhé. Thì nguyên khu vực này hiện trại đang ương toàn bộ là cá bớp giống, có đủ đầy đủ các size cá cho bà con mình lựa chọn. Nên bà con dự tính thả những chú cá bớp đạt size nào gọi trực tiếp để em tư vấn cho bà con mình nhé. Em xin chào anh Lê Hữu Nguyên nha, cảm ơn anh rất là nhiều.
đây là những chú cá bớp đang đạt dài từ 12 đến 13 cm bà con nhé. Chiều hôm nay em sẽ xách gồm có hai size cá, đó là những chú cá bớp đạt dài từ 12 đến 13 cm và những chú cá bớp đạt size 10 đến 11 cm đó. Đếm sẵn số lượng khi bà con mình đặt hàng, giờ chỉ có xúc và di chuyển lên là hoàn thành xong khâu lên hàng rồi đó ạ. Đây, toàn bộ những lồng này là những lồng ươm cá bớp cả ba con nhé. Hiện thì trại đang có đầy đủ các size cá khác nhau, từ 10 đến 15 cm đủ để bà con mình lựa chọn, nên bà con đang tìm thả những chú cá bớp giống đạt size kích cỡ nào hãy bình luận hoặc gọi cho em qua số điện thoại 0978182284 em tư vấn cho bà con mình ạ. Thế là lồng cá đầu tiên đã chuẩn bị xuất xong rồi đó ạ. Mà đã được khách hàng đặt, mà giờ là chuẩn bị xong 2.000 con đầu tiên. Chiều hôm nay em sẽ trực tiếp cho bà con mình tổng 3 loài cá khác nhau, đó là những chú cá bớp, những chú cá hồng mỹ và những chú cá chẽm bà con nhé. Hơn nhanh anh đứng á, lúc nào là anh chạm đất rồi á, chưa chạm đó, đó, đó là cao hơn người anh cao mét mấy, mét bảy á, mét năm, ui rồi là nếu như em rơi xuống là em rơi xuống rồi em tìm là anh cứu em. Ok anh phải lấy chìa khóa không khó trên tàu. Và đây là những lồng cá tiếp theo bà con nhé.
những lòng cá này đã được các anh kỹ thuật đếm sẵn rồi, giờ chỉ có xúc và giao bên nữa là xong ạ. Đây cũng là những chú cá bớp đạt size từ 12 đến 13 phân là con nhé. Lần lượt từng xe máy như thế này sẽ vận chuyển những chú cá bớp giống từ khu vực ươm đưa lên xe giao về cho bà con. 500. Anh ra kéo lông cá không mì trước kìa. Video này em sẽ dẫn bà con mình tham quan những loại cá giống đó đang có tại trại Trường Phát bà con nhé. Lại giờ em quay cho bà con là ở cơ sở 2, cơ sở 3, và bây giờ em chuyển sang cơ sở 2 để quay cho bà con hai loại cá con này, đó là những chú cá hồng mỹ và những chú cá chèm mà. Chào em Vinh Trinh nhé. Chúc anh một buổi chiều thật là vui vẻ. Giờ này cũng là hơn 2:30 rồi. Bà con nào mà chưa tỉnh giấc thì hãy dậy và cùng xem livestream cùng với em Thoa nhé. Để em quay cho bà con nhìn trực tiếp nhìn những con giống tại trại. Và bà con nào có nhu cầu hãy cứ gọi trực tiếp cho em hoặc để lại số điện thoại ở dưới này. Em sẽ gọi và tư vấn cho bà con của mình nè. Hiện
8 và size 89. Và hôm nay Sunny là nhận chuyển cả hông về size từ 8 đến 9 phân ạ. Ok anh. Rồi làm chứ cảm lành nó bởi cảm lúc sáng mà rồi trúng gió xong giờ lại trúng nước lúc sáng trúng gió không? Ừ sáng trúng gió giờ trúng nước rồi làm thay đồ chứ không trúng nữa. Anh có vợt nữa không? Có đang mang đây ạ. Thế bà con đi thôi. Đây là lồng cá hồng Mỹ 1.000 con đã được bà các anh kỹ thuật đếm và giờ sẽ xúc và đưa lên xe. Chiều hôm nay bà con nào đang rảnh thì vào livestream cùng với em Thoa bà con nhé, để cùng xem những con giống tại trại Trường Phát. Cá gì về em? Hiện tại em đang quay là chiều hôm nay em xuất đi gồm có 3 loài cá giống. Nãy giờ em đã quay xong những chú cá bớp rồi và hiện tại ở đây chỉ là những chú cá hồng Mỹ đạt size từ 8 đến 9 cm và loài cá thứ 3 chiều hôm nay em quay là những chú cá giống chẽm đạt size từ 5 đến 6 phân đấy ạ. Anh chuẩn bị thả cá giống gì đi, cứ bình luận em sẽ dẫn anh để quay trực tiếp cho anh xem những chú cá giống đang có ở trại nhé. Cá bớp vừa giờ mình khỏe chứ anh ha, nghe chị nói chuẩn bị thả lại cá bớp ha. Lúc này em vừa mới quay xong những chú cá bớp từ 12 đến 13 phân đó ạ. Nếu như mà anh chị thả thì ra tại trại ha, em dẫn anh chị xem. Còn ở đây là những chú cá hồng Mỹ ấy. Nguyên khu vực này bên em đang ương là cá hồng Mỹ đang có size từ 7, 8 và 8, 9 phân. Anh có vợt mà. À đó, đó, đó. Anh vợt cho em với. Dạ. Sao? Đẹp á hả? Trời ơi, cả ngày mà được người khen kìa. Này, anh vợt cho em vài con em xem với. Chứ nó lằn. Đây. Đây. Cầm trên tay cho em lên nhé. Thế bà con, đây chính là chú cá hồng Mỹ. Nói, nói. Phân của chuyến hàng chiều hôm nay đó ạ. Vì mỗi loài sẽ có mỗi tên gọi khác nhau nên bà con mình vào để trực tiếp quan sát những chú cá giống này bà con nhé. Run đấy, mời anh em run. Đây, đây là giống cá hồng Mỹ, mỗi nơi sẽ có một tên gọi khác nhau đấy ạ. Có nơi thì gọi đây là cá đu, cá sú, đủ loài. Nên bà con cứ vào để quan sát kỹ hơn bà con nhé. Thì đấy là lòng ương cá hồng Mỹ mà chiều hôm nay em sẽ xuất đi ạ. Khu vực này là cá hồng Mỹ hết á. Dạ. Khu vực này là cá hồng Mỹ hết á. Dạ dạ. Em rơi người em được mà.
Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em nhé. Dạ dạ. Hơi ảo hả? Em vào nha. Thật sướng, thể chấp nhận được. Anh ơi, rối dây em rồi, anh lấy em với. Anh thật sướng phải không? Em không nghỉ được mất. Thật á. Một hướng thương nổi chứ phải mất. Đau chém chết đi được. Anh thương em cỡ này, anh thương lấy giày em này. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Em rất quan trọng với anh lắm á, anh thương lấy giày cho. Dạ, cảm ơn anh. Còn nó thu dày em mà biết anh nào đó. Chắc chắn là cái anh đang chạy ra mà chứ anh mới chắc. Nhìn mặt là hiểu hàng đó. Thưa bà con, đây chính là khu vực ươm cá hồng Mỹ bà con nhé. Đây. Và lên lửa từng xe như thế này sẽ di chuyển. Tức thật chứ. Không có ảnh giống ai hết á. Thưa bà con, đó chính là khu vực cá hồng Mỹ mà em đã quay cho bà con mình cùng xem rồi đó ạ. Chiều hôm nay bà con nào vẫn chưa kịp vào livestream của em để cùng xem hai loài cá, đó là những chú cá bớp và những chú giống cá hồng Mỹ, thì có thể xem lại sau khi em kết thúc livestream bà con nhé. Còn bây giờ em sẽ dẫn bà con mình vào để xem loài cá thứ ba, cũng là loài cá cuối cùng của chuyến hàng chiều hôm nay. Đây là những chú cá chèm đang đạt size trung bình từ 5 đến 6 phân đấy ạ. Thì những chú cá chèm đang được ươm ở ao 1 cơ sở 3, cơ sở 2 của trại. Thì bây giờ em sẽ dẫn bà con mình vào đó để xem nhé. Bà con nào mà chuẩn bị thả những chú cá chèn, hồng mì hay cá bớp thì vào livestream của em để cùng xem những chú cá giống này với em hả. Chỉ là chiếc xe chở những chú cá hồng Mỹ tại ao 3 cơ sở 2. Thì loài cá này cũng đã được đưa lên bồn chứa của xe rồi. Bây giờ đây là khu vực ươm cá chèm bà con nhé. Nguyên ao 1 này là bên em đang ươm giống cá chèm cả đó ạ. Thì để bà con dễ quan sát hơn thì con giống này, em sẽ dẫn bà con mình về tận các lồng ươm để quay cho bà con mình cùng xem. Để có thể trực tiếp quan sát những con giống này trước khi mình thả giống ra. Thank you.
0978182284 bà con nhé. Còn bây giờ thì xin chào tất cả bà con và chúc bà con mình có một buổi chiều thật là vui vẻ.